Xin chào anh chị em. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn chúng ta cách vận hành chi tiết cái máy cắt CG130FX2 này để chúng ta làm sao hiểu và chúng ta vận hành nó được hiệu quả nhất. Thì như cái công dụng của nó là cắt đề can cũng như là bế tem nhãn, nhưng mà để nó cắt được hình dạng gì hoặc là cắt độ sâu bao nhiêu thì cái việc đó chúng ta đòi hỏi phải hiểu vấn đề cái kỹ thuật của cái máy và chúng ta phải điều chỉnh nó theo cái ý muốn của mình. Đó thì cái thông thường là công việc bên mình là về cái vấn đề cắt đề can ở đây là thông thường là sẽ cắt đứt cái bề mặt của đề can mà không có đứt cái phần đế bên dưới. Thì như đây cái cuộn đề can nó sẽ bao gồm cái bề mặt ở phía trên và phần phía sau này là phần lớp đế, thì ở giữa nó là lớp keo, ở giữa nó là cái lớp keo nó sẽ dính vào lớp đế như thế này. Thì cái việc chúng ta hiểu kỹ thuật và chúng ta sẽ điều chỉnh để cho cái dao cắt á, nó chỉ cắt đứt bề mặt của đề can mà nó không đứt cái phần đế bên dưới này, thì mục đích là để khi mà chúng ta cắt cái phần thiết kế của mình thì những cái nội dung á, nó sẽ nằm ở trên phần đế, và những cái phần nào chúng ta không sử dụng á, thì chúng ta sẽ gỡ cái phần đó chúng ta bỏ ra, thì nó chỉ còn là đúng những cái phần nội dung thiết kế hình dạng trên cái đế đề can này. Và để cụ thể vận hành chi tiết như thế nào thì bây giờ mình sẽ bắt đầu mình lên cuộn đề can và mình sẽ bước vào cái phần hướng dẫn chi tiết hơn. Ở cái bước 1 này thì khi mà chúng ta lên cái cuộn vật liệu là nó nằm đúng cái vị trí trên hai cái thanh trục lăng này, rồi sau đó chúng ta sẽ lấy cái phần mí đề can, chúng ta sẽ đưa nó lên trên phần thanh mái đó. Thì ở đây là chúng ta phải, anh em phải tuyệt đối là lưu ý là chúng ta phải căng cái cuộn đề can cho nó thẳng. Thì căng thẳng thì sẽ có hai cách. Thứ nhất là mình sẽ căng cái cuộn đề can ôm sát theo máy, thì mình chỉ cần giữ cái phần đế phía sau và mình sẽ căng nó phía trên, thì cái đề can nó sẽ ôm sát theo cái thân máy tự nhiên và nó sẽ thẳng theo tự nhiên đó. Đó là cách thứ nhất. Khi mà chúng ta lên cái vật liệu trên cái thân máy xong rồi thì ở phía sau này nó sẽ có một cái chốt khóa để mà chúng ta giữ vật liệu lại, thì chúng ta sẽ kéo sát vào và chúng ta có thể chốt lại để cho nó giữ phần vật liệu của chúng ta ở đây đó. Cách thứ hai là hầu như đa số là các vật liệu đề can này thì mặt lưng ở phía sau nó đều nó có những cái đường kẻ, nó sẽ có những cái đường kẻ thẳng như này để cho chúng ta có thể canh nó thẳng theo. Thì mình sẽ có thể là mình canh đường thẳng ở phía sau bằng cách là mình cắt nhẹ một cái đường rãnh rồi ở hai biên của đề can, bên phải cũng như là bên trái. Rồi tiếp tục là mình sẽ canh hai cái đường cắt của mình là nó sẽ thẳng với bất kỳ một cái đường thẳng nào trên thân của máy. Ví dụ ở đây mình sẽ canh bên phải nó sẽ thẳng theo cái đường này, thẳng theo cái G này, đây là một cái G trên thân máy. Bên trái cũng như vậy, bên trái thì chúng ta cũng canh tương tự như thế. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gạt cái cần giữ giấy xuống đó, thì như vậy là đã xong bước đầu tiên. Ở bước số 2 này thì chúng ta sẽ tiến hành là chúng ta khai báo để cho máy nó nhận là cái khổ vật liệu là bao nhiêu. Thì ở đây anh em phải lưu ý cái vấn đề là những cái thanh bánh xe kẹp giấy này nó phải nằm trên những cái vạch trắng như lúc trước mình đã có nói rồi. Nó chú ý là những cái bánh xe phải nằm trên những cái vạch trắng này. Đây, nếu chúng ta nằm lệch ra ngoài thì máy nó sẽ báo lỗi đó. Và cũng lưu ý là trên 5 cái bánh xe này thì nhắc lại là nó sẽ có 3 cảm biến ở cái đầu tiên, cảm biến ở giữa và cảm biến ở cuối. Thì nếu như mình để cái cảm biến cuối ở đây thì là máy nó sẽ nhận tới cảm biến cuối cùng, nó sẽ nhận tới từ cái khoảng đầu tiên và tới cuối cùng. Nếu như chúng ta không cần cắt khổ lớn thì chúng ta có thể cắt bánh xe này đi, thì lúc đó máy nó chỉ nhận tới cái khoảng cách này thôi. Mặc dù ở đây có bánh xe nhưng là máy nó sẽ không có nhận cái phạm vi này. Rồi thì bây giờ chúng ta tiến hành bấm để cho máy khai báo, để cho máy nhận cái khoảng cách của giấy là bấm vô cái nút RON này, nút bên trái. Rồi bây giờ là cái đầu cắt nó sẽ tiến hành nó chạy và nó sẽ nhận dạng khoảng cách của giấy trên cái bề mặt máy này.
Rồi như ở đây thì chúng ta có thể là để ý nè, khi mà mình mới đo giấy xong á thì máy nó đang ở cái chế độ là có cái tia đỏ này, thì đây là chế độ của chương trình bế tem nhãn, chế độ mà bế tem nhãn chứ không phải là chế độ cắt. Thì mình muốn chuyển qua cái chế độ để cắt đề can á là mình sẽ bấm vào cái nút N này thì nó sẽ chuyển qua đây và nó sẽ báo trên màn hình là nó sẽ đo giấy được bao nhiêu. Đây, đo giấy cái chiều ngang của giấy là được 1187. Và khi đo giấy xong thì màn hình của máy sẽ hiển thị là cái chương trình mặc định mà lúc trước máy mới vừa bế xong là chương trình thứ nhất, và nó sẽ báo về tốc độ cũng như là cái lực cắt và cái áp lực của dao. Thì cũng nhắc lại với anh em luôn là cái mặc định của những cái đề can này trong cái chương trình mình ở đây là cái số offset này là luôn là 0.30, lưu ý không được điều chỉnh con số này đó. Rồi như vậy là xong cái phần chúng ta khai báo để cho máy nhận dạng giấy, và chúng ta sẽ bấm nút chuyển này từ cái chế độ cắt, chế độ này là chế độ bế, chuyển qua chế độ cắt đó. Thì như vậy là máy nó đang sẵn sàng để mà chờ nhận lệnh để cắt. Và ở đây thì trong trường hợp mà đề can nó có vấn đề gì đó thì mình có thể di chuyển cho nó ra hoặc là nó qua đó. Ở đây mình có thể di chuyển để mình cố định lại cái điểm đầu tiên là mình muốn cắt là điểm nào. Ví dụ ở đây vật liệu mình nó đang bị hư hoặc là đang bị dơ thì mình có thể bỏ qua cái phần khúc này và mình sẽ cố định ở từ phạm vi này, thì mình có thể di chuyển tùy ý tới lui và trái phải đó. Thì mình di chuyển xong mình sẽ bấm enter, rồi thì máy nó sẽ hiểu là điểm original, điểm không là sẽ bắt đầu từ ở vị trí này đó, anh em lưu ý nha. Bước thứ ba là chúng ta test dao. Thì đối với khi mà mỗi cái vật liệu khác nhau thì chúng ta nên kiểm tra lại cái độ cắt của dao sâu cạn gì đó để cho nó phù hợp với lại những cái vật liệu đó. Nếu chúng ta không kiểm tra kỹ, chúng ta cắt cái dao nó quá sâu hoặc là nó quá cạn thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng cái sản phẩm đề can chúng ta cắt ra, có thể là nó sẽ khó gỡ ra hoặc là nó sẽ đứt không đồng đều rồi, hoặc là nó sẽ không đạt cái chất lượng như là chúng ta mong muốn. Thì như ở đây là màn hình điều khiển nó sẽ hiển thị là về tốc độ, về lực cắt và áp lực dao. Thì ở đây chúng ta sẽ điều chỉnh hai cái thông số này là quan trọng, tốc độ và lực cắt. Thì cái tốc độ là trung bình là 50, tuy nhiên là chúng ta sẽ phải linh hoạt trong cái vấn đề này. Nếu như cái file cắt của chúng ta mà có rất nhiều chi tiết nhỏ thì chúng ta phải giảm nó xuống tương ứng với lại cái chi tiết nhỏ. Chi tiết càng nhỏ thì cái số này càng chậm, cái số này nó có thể là nó xuống tới số nhỏ luôn, xuống tới số 54321 luôn đó. Chúng ta chi tiết quá nhỏ, chúng ta phải điều chỉnh cái phần tốc độ này. Và ở đây cái phần test dao là cái phần bên phần lực cắt này là bên đây nó. Thì khi mà các bạn mới học á thì chúng ta cứ mới làm quen với lại cái máy cắt này thì chúng ta cứ test thoải mái đi, chúng ta có thể điều chỉnh số nhỏ nhất và chúng ta test đó. Ví dụ như chúng ta điều chỉnh 10 chúng ta test, nó không đứt thì chúng ta cứ tăng dần lên thôi, không có vấn đề gì hết đó. Thì mình kiểm tra khi nào mà nó đứt cái phần đề can mà nó sẽ không đứt cái phần đế á, là như vậy là đặt yêu cầu. Và bây giờ mình sẽ thử, ví dụ mình sẽ để ra cái số nhỏ khoảng tầm 30. Rồi bây giờ mình sẽ bấm cho nó cắt thử. Thì cái trước khi cắt thì chúng ta phải enter với thông số này, chúng ta phải enter để xác nhận là chúng ta sẽ chọn cái lực cắt là 30. Chúng ta enter ở đây, enter, rồi nó đang hiểu là lực cắt 30. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiến hành cái việc chúng ta test. Thì chúng ta bấm vào cái nút function này là nó sẽ hiển thị square cut, là nó sẽ cắt cái ô vuông và nó sẽ test cho chúng ta. Đây enter, nhìn xuống phần máy thì khi mà máy nó đã thực hiện xong cái lệnh cắt square cut á thì chúng ta sẽ nhấn cái nút mũi tên ra để cho giấy nó sẽ chạy ra và chúng ta sẽ kiểm tra. Đây đó, thì bây giờ mình sẽ kiểm tra xem cái đường test của mình á là nó đã đứt chưa. Với cái thông số mình đang xét ở đây thì máy nó đứt vừa phải đây đó. Đứt phần vuông ở trong cũng như là những cái hình vuông mà tiếp giáp với nhau đây. Như vậy là thông số này là chúng ta có thể sử dụng để cắt đề can được luôn đó.
Còn trong trường hợp mà chúng ta cắt nó chưa đứt hay là nó đứt quá thì chúng ta sẽ tự tăng hoặc giảm cái lực cắt để cho nó phù hợp, và chúng ta cứ kiểm tra lại đến khi mà nó đạt cái yêu cầu mình mong muốn, rồi sau đó sẽ tiến hành cắt đề can theo cái file của mình. Và để cho anh em chúng ta dễ hình dung hơn thì bây giờ là mình sẽ test cái độ dao nó cạn xuống để cho mình thấy là cái kết quả của nó đây như thế nào. Đây mình sẽ chỉnh cái thông số dao xuống khoảng tầm 18 thôi, và bây giờ là mình sẽ cho máy nó test cái thông số mình vừa chỉnh ở đây. Square cut. Rồi mình sẽ cho giấy ra để mình kiểm tra. Đây đó thì như ở đây là thấy mình phải tách nó ra nó mới đứt này. Đó, anh em thấy rõ ràng cái đường cắt thứ hai nó không đứt mà mình phải tách nó ra nè. Như anh em thấy đó, nếu mà chúng ta cắt không đứt mà chúng ta tách ra nó như vậy thì coi như là nó đã hư hết cái sản phẩm cuối cùng của mình rồi. Đó, anh em phải lưu ý cái phần này. Thì mình mới test xong cái phần điều chỉnh dao tốc độ cắt cạn, thì để cho anh em thấy rõ là nếu chúng ta điều chỉnh cái dao cạn quá hoặc là nếu chúng ta điều chỉnh cái dao mà sâu quá thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái việc mà chúng ta bóc tách cái phần đề can chúng ta cần cắt ra, nó sẽ gây khó khăn, thậm chí là nó cũng sẽ hư luôn cả cái thành phẩm cuối cùng của mình đó. Ngoài ra thì một cái điều quan trọng cực kỳ anh em cần phải lưu ý nữa ở đây, đó chính là cái thông số mà chúng ta set ở trên cái màn hình hiển thị này nó sẽ không có một cái cố định hoặc là một cái công thức nào cả. Nó ở đây nó sẽ phụ thuộc vào khi mà lúc chúng ta lắp cái trụ dao này vào trong cái đầu cắt thì cái trụ dao này nó sẽ điều chỉnh cái phần độ sâu cạn của con dao đó. Thì khi mà mỗi lần chúng ta điều chỉnh thông số khác nhau thì chúng ta phải điều chỉnh lại cái phần này. Nếu con dao chúng ta sâu quá thì thông số chúng ta phải giảm lại bớt, hoặc nếu như con dao mà nó cạn quá thì thông số này nó phải cao lên. Thì chúng ta sẽ áp dụng trong những cái trường hợp những cái vật liệu nó dày hoặc là nó mỏng khác nhau thì chúng ta sẽ hiểu được cái nguyên lý này để chúng ta có thể là tăng giảm tùy biến, có khi là trên cái phần mềm của máy, có khi là chúng ta sẽ phải tăng giảm ở trên cái trụ dao cắt này đó. Thì anh em đặc biệt phải lưu ý, sau khi mà anh em đã test kiểm tra cái vấn đề kỹ thuật của dao xong thì chúng ta sẽ tiến hành chúng ta set lại cái điểm 0 là cái điểm mà chúng ta muốn bật máy nó sẽ cắt đầu tiên ở điểm nào. Ví dụ ở đây thì mình sẽ điều chỉnh cho cái điểm 0 nó sẽ qua sát cái phần biên của vật liệu đó. Thì anh em có thể điều chỉnh theo cái yêu cầu của mình, thì mình sẽ kiểm tra rồi mình sẽ set điểm 0 ở đây đó. Thì khi mà sau khi chúng ta đã tiến hành cái kỹ thuật, chúng ta test cái độ cắt dao ok rồi và vật liệu chúng ta ok rồi thì sẵn sàng để chúng ta sẽ cắt. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển qua cái bước 4 là chúng ta sẽ cắt. Thì khi mà chuyển qua bước 4 á thì anh em lưu ý là chúng ta sẽ nhấn vào cái nút remote này đó, thì nó sẽ hiển thị remote, thì nó sẽ sẵn sàng để nó nhận lệnh từ máy tính điều khiển để nó truyền cái file cắt qua máy cắt này đó. Anh em lưu ý ở bước 4 này thì chúng ta phải dùng bằng phần mềm, chúng ta sẽ điều khiển cái file cắt và chúng ta ra lệnh cho máy, nó sẽ nhận lệnh và nó sẽ cắt theo những cái thiết kế, những cái gì mà chúng ta mong muốn. Đây là phần mềm Illustrator phiên bản CS6. Cái phần mềm cắt á, là nó sẽ cài theo trong cái phần mềm Illustrator này, thì nó là thuộc dạng plugin của phần mềm. Và đây là cái bản cái tab của cái phần mềm cắt Minmaki FileCut. Ở đây là phiên bản FileCut 8 nó, thì mặc định là nó đã mở ra bởi vì mình đã cắt ở những cái lần trước. Tuy nhiên nếu như trong những trường hợp khi mà chúng ta mở phần mềm lên á, chúng ta không thấy, thì chúng ta sẽ vào trong cái phần Windows và tìm cái hàng cái dòng Minmaki FileCut này để chúng ta bật nó lên. Rồi bây giờ mình sẽ mở cái file mình cần cắt đây. Ví dụ ở đây là mình sẽ mở cái file của chị Nhung đó. Thì khi mà mở cái file này lên thì anh em chúng ta lưu ý là chúng ta cần phải biết sử dụng một số cái công cụ cơ bản thôi. Thì công cụ cơ bản ở đây là sẽ có phóng to thu nhỏ nè, mình sẽ thử phóng to
thu nhỏ là sẽ là bấm phím tắt cho nó nhanh là Ctrl trừ nè. Đó. Rồi phóng to nè, Ctrl cộng nè. Ctrl cộng nha. Ctrl dấu cộng là phóng to, hoặc là bấm Ctrl 0 thì nó sẽ về hiển thị trong cái trang giấy của mình. Rồi trong trường hợp mình muốn di chuyển thì mình có thể dùng cái bàn tay này. Đó, mình di chuyển lên xuống đi qua lại vậy đó. Rồi còn phóng to thu nhỏ thì mình cũng có thể dùng trong cái phần kính lúp này cũng được. Đây, ví dụ mình muốn phóng to phần này đi, phóng to lên, thu nhỏ thì mình có thể bấm cái giữ cái phần nút Alt nha, là nó sẽ hiển thị lên dấu trừ nè. Đó, dấu trừ mình sẽ tích vào thì nó sẽ nhỏ lại. Đó, đây là những cái phần cơ bản. Hoặc là mình sẽ dùng phím tắt là Spacebar để nó sẽ di chuyển cho cái bàn tay này, là phím tắt là Spacebar nè, hoặc là H cũng được. Nó sẽ di chuyển cái bảng file thiết kế của mình ở trên phần mềm. Rồi thì mình muốn cắt là mình sẽ dùng cái công cụ là mũi tên đen này, đây là cái công cụ selection tool. Nó phím tắt là chữ V. Thì chữ V ở đây, khi mà mình đang ở cái công cụ khác, mình bấm vào chữ V thì nó sẽ hiển thị lên cái mũi tên này. Rồi cái lưu ý tiếp theo là nếu như trong file của chúng ta có nhiều đối tượng cần cắt mà chúng ta không cắt hết một lần, nếu chúng ta để như vậy thì nó sẽ dùng cái lệnh giao cắt đầu tiên á, thì nó sẽ cắt hết toàn bộ những cái gì có trong cái file này, nó sẽ cắt hết. Đó, thì như ở đây là nó sẽ hiển thị hết luôn những cái phần này, nó hiển thị hết những cái gì trong cái file, nó sẽ cắt hết. Và nó đang lưu ý nè, anh em lưu ý là khi mà trên cái công cụ, trên cái phần mềm này á, những cái công cụ mà nó có hiển thị cái tam giác màu vàng thì có nghĩa là cái file chúng ta nó đang bị lỗi gì đó không biết, chúng ta cần phải kiểm tra lại. Như cụ thể trong trường hợp này là nó đang báo lỗi là cái file, cái chữ này nó đang dài hơn so với cái vật liệu khai báo của chúng ta, cho nên chúng ta cần phải điều chỉnh. Rồi thì mình sẽ đây, mình sẽ tắt xuống nha. Tắt là bấm vô cái phần nút N này, nó sẽ tắt xuống. Đó, thì mình sẽ điều chỉnh cái phần này cho nó nhỏ lại một xíu để mình cắt minh họa trong cái video này. Đó, ví dụ đây mình chỉnh xuống. Rồi thì mình muốn cắt một trong bất kỳ đối tượng nào trong file thì chúng ta sẽ dùng cái công cụ selection tool này, và chúng ta sẽ quét thì các bạn bấm cái chuột bên trái và kéo cái vùng chọn của nó. Đó, thì nó sẽ chọn cái phần này. Sau đó chúng ta sẽ dùng cái lệnh con dao cắt mà có mũi tên đen, con dao cắt thứ hai để chúng ta cắt. Đó, thì khi mà bấm vào đây thì chúng ta không có cần quan tâm những cái phần khác, khi mà nó không báo lỗi á, là chúng ta có thể cắt được. Ở đây thì cái phần layout chúng ta có thể là xoay ở những cái góc độ 0, 90, 180, 280 mong muốn. Đó, thì mình có thể mặc định mình cắt là 0 độ. Rồi chỉ cần bấm vào nút plot này là máy sẽ truyền lệnh trên cái bảng này điều khiển, và chúng ta sẽ bấm vào plot một lần nữa, và lúc đó là máy sẽ truyền cái file cắt này qua bên máy cắt, và máy cắt sẽ nhận lệnh và sẽ cắt. Đó, và như vậy là máy nó đã nhận lệnh và nó đang tiến hành chạy cắt cái file của mình. Thì trong quá trình mà máy nó đang cắt á, chúng ta có thể bấm nút vô cái nút remote để cho máy nó dừng lại. Thì đây là nút remote dừng lại, và bấm nút remote thì nó sẽ chạy tiếp. Đó, thì mình sẽ kiểm tra xem là mình có thể cho cái phần giấy chạy ra. Rồi bây giờ là mình có thể kiểm tra xem cái phần là vật tư đã cắt đứt hay chưa. Ví dụ ở đây mình sẽ có thể tách những cái phần mình bỏ đi nha, chứ đừng có tách vô cái phần lấy. Ví dụ phần này bỏ đi là mình có tách ra, mình bỏ luôn, bỏ ra ngoài luôn đó. Thì đây là cái phần mà mình sẽ lấy, mình giữ lại. Ví dụ qua bên đây mình sẽ gỡ cái phần này mình kiểm tra đây. Ví dụ vậy. Rồi như vậy là ok, thì chúng ta cho máy nó chạy tiếp. Sau khi mình kiểm tra xong thì mình cứ bấm lại remote này để cho máy nó tiếp tục nó chạy. Sau khi mà đề can cắt xong thì chúng ta sẽ chuyển qua cái phần bộ phận kế tiếp. Thì bộ phận này sẽ làm những cái khâu thành phẩm cuối cùng của sản phẩm này.